Hôm nay chúng ta sẽ học làm sao để chuyển từ JSON sang model. Đầu tiên hãy lấy dữ liệu từ JSON. Send request. Bạn phải có key API của mình. Tôi sẽ dán API key của mình lên. JSON đã được trả về. Copy hết tất cả lại, dán vào, ấn generate. Chúng ta có model. Đây là model được chuyển từ JSON sang cách men đường, cách bằng tay. Tức nghĩa là mình phải tự viết, thì cái này nó sẽ không ổn định, chỉ phù hợp cho những project nhỏ. Những project vừa và lớn thì chúng ta phải sử dụng plugin để code tự generate ra, tự sinh ra. Bây giờ tôi sẽ xóa hết những phần này đi, thì chúng ta sẽ sử dụng plugin lúc sau. Đây tôi sẽ thêm một vài plugin để code tự sinh ra được. JSON serializable. Thêm vào dependencies. Ta cần thêm một plugin nữa là build runner. Chúng ta cần thêm JSON annotation. Phải đổi chỗ JSON serializable xuống get dependencies. Bây giờ chúng ta thêm annotation. Explicit to JSON ẩn dấu rằng là trong cái JSON này cũng có các cái class con. Ở đây là results. Ra phải thêm một câu, một lệnh nữa là pop tên file .g.dat. Chặn lệnh Flutter pop run build runner build để tự sinh ra. Bỏ dấu gạch chân dưới đi, tại vì nó đánh dấu là private, đánh dấu thường nó là private nên phải bỏ đi. Ok,
Chúng ta là from JSON và to JSON.